Sáng ngày 21 tháng 9, đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ nạt nộ và đánh cô gái trong sốt giày dép khiến dân mạng phẫn nộ. Những lời đe dọa tục tĩu, giang hồ và hành động bạo lực của chủ sốt giày đang bị ném đá dữ dội. Trong khi nữ sinh đến đòi lương bị yếu thế, có trương rức mà không làm được gì. Quá bức xúc, nhiều dân mạng quyết tâm tìm được tài khoản Facebook của chủ sốt để dằn mặt, thế nhưng địa chỉ đến tài khoản được cho là của chủ sốt đã bị khóa. Chỉ có đoạn tin nhắn được cho là của chủ sốt và nữ sinh sau sự việc tiếp tục gây tranh cãi. Theo nội dung tin nhắn, người phụ nữ yêu cầu nữ sinh gỡ video xuống và chấm dứt hành động nháy máy và nhắn tin bậy bạ. Người này tiếp tục hẹn cô gái đến sốt để nói chuyện rõ ràng. Nếu không, người phụ nữ sẽ đến trường để gặp nữ sinh và hiệu trưởng. Trước đó, chủ sốt tính tiền lương cô gái là hơn 1,2 triệu đồng sau khi đã phạt 50%. Nữ sinh tỏ ra thắc mắc với cách tính này. Hiện fanpage được cho là của sốt thời trang này cũng bị khóa. Tài khoản được cho là của chủ sốt giày hiện không tìm thấy.